Bát 24 rồi em ơi. Vâng rồi. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming nha anh em ơi. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải cũng đang live trực tiếp và Khải sẽ cắt nhỏ video lại Khải up trên kênh nha anh em. Anh em nào mà chưa xem hoặc là xem rồi thì cũng có thể kết vào link Bát 24 này ủng hộ cho Khải một like chia sẻ anh em ơi. Trong hôm trước Khải cũng sang cho anh em cũng biết rồi. Đa số Khải sang cho Khải thì không có gì mà sang giùm thì quá trời luôn anh em đó. Đào giờ nó lên đam rồi nha anh em. Thấy ok cho anh em. Giờ chỉ việc chờ đợi boss chết lụm đồ thôi anh em. Lụm tiền. Thêm nói chung tầm này 55 con thôi mọi người ơi, 55 con thôi, nói chung là được một rương anh em. Anh em mình rảnh tay cứ cho Khải một like một chia sẻ nha. Lấm này đó, đứng lên một tường anh em. Nhập lấm từ từ, cái auto được hai bọn auto nhiệt độ trong thành đi. Nhiệt độ trong thành ok rồi, ok. Rồi tới cái tọa độ đó. Rồi ok. Lâm độ. Ủa nó dính sao nó không nhận được ta. Bị lắc rồi ta. Ôi bị lắc má nó. Lâm tiền. Rồi được 24 rồi. Tức liên công này nọ các kiểu đi. Đây nè em ơi, coi có gì bán rồi nè em ơi. Bói rồi nè em ơi. Tại đây nó bù tiếp vậy. Hiện tại Khải vừa nhờ anh Mẵng anh đánh nè. Khải chỉ việc cắt bùa Khải bay bên này thôi nè. Đó Khải chuyển vào con năm động nè. Chuyển vào ngày 10 nó mới nhanh lên đam được. Gì đây. Sốp. Sốp. Trời ơi, họ không có gì. Sốp. Sốp. Làm chậm 20 có gì. Chung là lâu lắm rồi không đánh rồi em ơi. Không biết hôm nay ra gì không đây. Mày mắng cắn lá mày mắng luôn. Mình chỉ đứng nhặt đồ thôi nè. Nhưng mà mình cũng cắn lá cho nó vui nè. Một em đọc thì cũng vẫn cứ đam thôi. Thả boss tiếp này nè em ơi. Đó. Lâm đô. Bùa. Bùa. Anh em đang đánh cho một live chia sẻ nha anh em ơi. Xem đồ giống ok. Nãy giờ cho chưa cho anh em xem set đồ đúng không? Đây set đồ may mắn này nè em ơi. Set đồ may mắn ngày này nè mọi người. Chỗ bạc này thì 5 này. 6 này. 5 này. Năm là may mắn 21 mọi người. May mắn 21 anh em. Đó, may mắn 21. May mắn 21 anh em ơi. Anh em đang xem cho một like nha mọi người. Cái này là bắt 24 Khải up lại trên kênh nha anh em. Nói chung là Khải up lại trên kênh đó. Anh em nào mà chưa xem á thì có thể xem lại trên kênh giúp Khải nha anh em ơi. Và hiện tại anh em đang xem trực tiếp thì anh em cứ xem thôi. Lâm độ. Lâm độ ok full độ anh em ơi. Tiếp tục. Đây. Năm dòng. Rồi ngày 10 thôi nằm đóng rồi. Má ngày 10 không biết cách bụng máu đợi chết rồi. Ôi được một cái trì làm chậm 40 nè. Xếp mình bắn 21 nè. Xếp mình bắn 21. Ngày 10 thôi chết rồi. Rồi. Tiếp tục. Rồi hỏi ngày 10 nữa. Lô lô đủ sau ngày 10 bó hành nằm đóng rồi em. Lóc lên đi em ơi. Không có nghe mi là con năm độc nó bua không được. Em đứng chịu khó búp tay giùm anh cái đi. Bó hành còn đó không em ơi, bó hành còn đó không em ơi. Được một cái chì làm chậm 40 anh Mẵng. Dòng 1 có xài không? Tí bước cho rồi. Thả tiếp bó này em ơi. Bảo hành còn đó không em ơi, bảo hành đi đâu rồi? Lên đứng làm phiền đâu rồi, để anh phụ anh cừu sắt em ơi. Sao đỡ bị chết chạy đâu rồi? Con nem độc nó trưởng đâu mà chết đâu mà làm gì mà chết nhanh vậy em? Nem độc bùa mà. Bùa thì bùa thôi đừng đánh. Bỏ sâu đi là được rồi. Yếu đuối. Đâu rồi, làm tiếp. Ôi, 3 cây vũ khí. Tiếp tục em ơi. Đứng sát vô em ơi, chỗ anh này anh chị á. Sát vô nữa. Rồi, ngày 10 ra rồi. Tiếp tục em ơi, coi được đồ gì đây. Không banh 15. Sao không xài động sát hả? Động sát đâu có mà xài anh em. Động sát anh Mão, anh mua anh Việt, anh gì ở bang bên kia rồi. Nên là không có, em ơi, không có xét động sát được.
Rồi ok, đứng im nói đi em ơi. Ok ổn rồi em ơi, đứng im nói giùm anh ơi. Lâu lâu anh chửi một hai cái nha, anh giật đam thì còn anh sao em đỡ chết được hay vậy. Hello mọi người nha, hello anh em nha. Hello anh Thành, hello xem cái đao anh em đọc á. Em đọc khái cái đao làm chậm thôi em ơi, đâu có gì đâu. Cái đao này trước em mua 3,5 kg nè, mua cho anh em đọc á. Anh em thấy lên đam gơ không? Má anh em 70k không? Nãy giờ xanh hơn 20 con, gần 20 con nữa anh em mà chưa có gì, mới một cái cây vũ khí làm chậm 40 thôi. Cái này thì chắc là vứt cho anh em thôi, còn bán không quá giá đâu anh em ơi. Này mấy cái đồ này rẻ lắm. Trời full độ, tiếp tục anh em. Đây, boy. Áo. Skim shop. 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 Shop luôn. Trời tổng. Ôi, má cái nọ mà không có tóc. 20, số thương 20. Làm 40 shop. Shop. Anh em ơi, cho anh em bán xem. Trong cái bóng này quên cái nọ này chỉ còn shop thôi anh em ơi, nọ này không có bán được đâu. Tầm này server mấy cái nọ này vứt. Ít nhất cái tốc độ này nọ thì cũng được vài kim nè. Hello mọi người mới vô nha. Ban được bao nhiêu hạt tây rồi hả? Hello Khanh Trần nha, ban tại Khải tầm này được khoảng 35 hạt tây rồi Khanh Trần ơi. Rồi, tiếp tục. Còn kim thủ. Nãy giờ hơn 20 con nè, chỉ được một cái chì thôi. Cái chì này thiệt là chỉ còn lông mang thôi, tầm này bán không có giá. Một cây vũ khí kim anh em ơi. Vừa rồi con hở kim chết nha. Để chết con thủ này nữa khải bói luôn. Rồi thẳng lần 5 con cho nó lẹ nè. Trong tầm này 60 con thì đánh nhanh thôi. Anh em cứ like chia sẻ nè em ơi. Nãy giờ được khoảng 1/2, 1/3 rương rồi. 1/3 rương rồi. Còn lại có khoảng tầm 30 con hơn thôi nè. 30 con hơn thôi. Mẹ hả, mới một cái chì thôi. Hôm nay lên like hả anh? Hello Trần Nhật Tâm nha em ơi. Anh em đang xem cho Khải một like nha mọi người. Hiện tại Khải đang trực tiếp trên kênh fanpage Tìm lại ký ức Võ Lâm Cần Chiến 2005, cũng như là kênh YouTube Duy Khải Gaming nha em. Anh em có thể kích vào link YouTube ủng hộ một like chia sẻ chơi nha. Anh Mão anh về bang ACE anh chơi rồi anh Tiến Phan ơi. Trời ơi sao một cái nhẫn người ta. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Đồ rồi anh em, lượm. Tầm này chỉ mong vào nhẫn chón kháng họ với lại vũ khí tóc sát thương này nọ mới có giá thôi nè. Còn lại mấy cái này nó khá là bình thường. Mở tiếp nè. Hai thổ. Lồi số. Kháng họ số. Ừ, con này kim ngon anh ơi, ra vũ khí đi. Má chỉ chờ vũ khí thôi. Họ tao một dòng, má đồ họ tao một dòng rồi nè. Kim đủ xanh, cái chùy kim không có gì luôn. Nhẫn ơi, chón 20. Ôi, má cái nhẫn trời đất ơi, không bằng gì trắng đời với anh Mận. Đủ xanh nhẫn. 25 là có tiền rồi, đủ xanh. 20 cũng được này, đủ cái 5 điểm buồn gơ luôn nè. Rồi tiếp tục bùa lên cho con Thủy Yên nó dứt rồi nè. Má không bằng cái 5 uổng quá. Má hồi kim hơi dai nha. Má hồi kim hơi dai nè. Hello mọi người nha. Con ngựa ngon vứt anh 5 phút chụp ảnh phát nhờ ước mơ cưỡi con bông tiêu vãi vãi anh. Chết anh giọng ơi. Đây anh em ơi, coi này anh em ơi, có gì đâu ước mơ anh bên server test thiếu gì. Trời ơi, gần một nửa rương rồi anh em ơi, gần nửa rương mà chưa có đồ gì nha. Kim. Đồ, cái vũ khí không có tóc anh bạn ơi. Sát thương 29, đủ sinh lực lực đẹp luôn. Má không có tóc. Shop, 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 shop hết. Này, coi cái kiếm này, chán chưa? Mua đi cho nó tròn đồ. Không có tóc anh em. Mua đi cho nó tròn đồ. Sinh lực lực ngon đó, thì mà tóc 20 cũng đẹp. Trời ơi. Cái này thực ra nó hơi kém, cái mặc áo này là ngon rồi. Em đang tính là một con. Các bạn ạ.
Hôm qua có 250 vạn. Thằng nào nó mua lại của em rồi. À, nhìn trang chưa? 40 á, có 250. Hello Văn Hiếu Nguyễn nha, hello Nụ Nguyễn nha. Sếp mày bán anh đang mặc giờ khoảng bao nhiêu tiền á? Tầm vài trăm nghìn thôi em ơi, sếp bán được khoảng vài trăm nghìn thôi. Không mắc lắm đâu. Tiền cần mình. Trời ơi, vũ khí này, có vũ khí. Có vũ khí nha anh em. Tiếp tục. Hiện tại anh em đang xem lệnh bài boss bát 24 này, đừng quên ủng hộ cho Duy Khải một like chia sẻ ủng hộ nha anh em ơi. Còn anh em nào mà chưa xem thì cũng thử ủng hộ nha anh em. Đây, video này Khải sẽ up lại trên kênh. Cho anh em nào mà chưa xem trong ngày hôm nay thì có thể xem lại nha anh em. Buồn quá hả? Rồi, bói nè. Số. Đồ áo trung độc, không có phục hồi. Trời ơi, áo. Trời ơi, cái dây vũ khí này. Đồ, sát thương 15. Không có tóc luôn. Dây chuyền, ôi, dây chuyền kháng độc 24, sức mạnh 15, vãi nồi vậy. Trời ơi, mấy cái dây chuyền này gia tạo thôi nè mày. Má nhìn mấy cái đồ đẹp mà không có dòng kháng tất cả nè. Áo thì cũng đẹp mà không có dòng phục hồi. Vãi nồi. Này vứt giả tạo thôi nè. Giữ làm giả tạo thôi. Giả tạo nó hay bảo tìm gia truyền sức mạnh này nọ. Cái đó dùng được. Hiện tại lệnh bài boss nó gần hết hạn anh em, nên là Khải phải săn anh em ơi. Khải không có đi tống kia anh em ơi. Nhanh không mà. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục. Trời, hết nửa rương rồi anh Mẫn. Đủ. Chưa có nịt gì. Chưa có nịt gì. Cái gì làm chậm 40 thôi anh em, không có gì cả. Nay anh em mình bơi theo Lý Quỳ rồi. Rồi, bơi rồi. Tiếp tục anh em ơi. 15-20. Hello 300 anh em đang xem nha mọi người. Đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ nha anh em. Thủy này. Trời ơi, toàn gì đâu không nè. Má ơi. Má cái nhận. Xấu dòng. Shop anh em ơi, má này gia tẩu luôn nè em ơi. Gia tẩu luôn nè em ơi. Nhận này gia tẩu thôi. Tiếp tục. Đồ xấu dòng đẹp đấy. Xấu dòng đẹp mà thấy chưa có gì. Mới giả tỏ thôi. Hello Tấn Đạt Trần. Server gộp 2 lần rồi. Chèn lệ dữ. S3 gộp S4 bao giờ anh em? Đúng rồi. Cứ tầm 4-5 tháng rồi gộp 1 lần thôi anh em. Rồi bói anh em ơi. Mùa đi mùa này chơi sao. Rồi ơi. Vào tay được cái nội lực không kháng độc anh em. Độc. Biết ID hướng thiên nhẫn rồi, bao tay này nhìn thấy không kháng độc, chán quá. Được cái sinh nội lực cao thôi. Dây chuyền này. Trời, dây chuyền kim. Kháng lôi 17. Không có gì hết. Số. Vũ khí mọc 17. Cùi hơn đợt trước phải ha. Cùi không có gì luôn anh ơi. Ba đồ gia tảo thôi, nãy chưa có cái đồ gì cả. Toàn đồ gia tảo thôi em ơi. Hello anh Hiền Thớ nha, vừa thứ 6 sao không like công thành. Thứ 6 vừa rồi không có công thành anh ơi. Thứ 6 vừa rồi không có công thành anh em, nên là em không có like. Thôi, còn 10 con nữa thôi em ơi. Đánh quá nhanh luôn em ơi, đánh quá chắc luôn. 60 con đó mọi người. Tại bây giờ thì toàn 3 đô giá tỏ thôi em. Chưa được 15 phút à. Áo này. Giày, rồi, non. Vũ khí độc sắc 24. 3919. Trời ơi, cái này 3929 là có tiền rồi. Đôi giày nhìn chán vậy. Độc sắc 36, không có gì luôn. 10 3 20. Shop hết. Tổng đội gia tẩu rồi mà. Shop đi. Chọc rương. Đây, hết rồi. Đôi giả tảo thôi. Đây nè, cho anh em xem đôi giày này. Hãy mua quá. Đây nè. Nhìn đôi giày này, chán chưa?
Trời ơi, gia truyền mà. Gì ơi là gì? Em. Má gia truyền mà thêm kháng cảm 10, 12 nữa vậy chắc nhiều tới già luôn anh em. Xem kênh ban nè. Má cái nhìn gia truyền trời ơi. Chưa lên ta, đủ xanh lên đi, lên chân gì nữa chơi gia truyền. Đồ, gia này mà có kháng cảm 12 nữa thôi đẹp luôn. Trời. Không có kháng cả. Vãi luôn. Má vãi lên gia truyền. Má trời ơi. Má. Đúng rồi, má gia truyền trời ơi. Má. Không có kháng tất cả trời ơi. Má cái gia truyền. Bỏ mình đi vô, cái gì xe bồ của đấy, phải đẩy lên luôn. Đúng rồi, anh nó phải cho ra đồ để dùng như. Má nhìn cái truyền đẹp, không có kháng tất cả, quá tiếc luôn. Đây kháng 10, 15 đủ đẹp luôn. Xài khỏi hay chưa? 10 cũng được, 10 cũng. Đúng rồi, 10 cũng được anh. Tại vì cái kia nó 25 rồi. Má 25 kháng ngọt, đẹp gơ luôn. Bộ tay số. Chị, vũ khí. Số. Số luôn. Số luôn khỏi chọc rương khỏi tiếc. Số luôn khỏi tiếc. Gia tẩu này. Giá tẩu nè. Còn cái chì này, cái chì này không có tóc, nhìn thấy bừa bãi. Độc sắc 36 điểm. Có tóc không bình đồ phái gì khai cũng được anh em. Rồi, tiếp tục hai gia truyền nữa. Rồi, có cái chì nào đẹp đẹp không? Má. Không có kháng cả, kháng hóa 25 anh em. Chóng 30. Rồi diện thổ, số. 10 cái nữa anh ơi, 10 con thôi. Số. Cái cây may mắn này vào cứ hết may mắn rồi. Ờ cắn này. Cắn ngay, cắn bộ luôn ơi, cắn bộ luôn ơi. Rồi. Những con cuối cùng anh em ơi. Tiếc nhất là tiếc gia truyền em ơi, nhìn vào thì tầm này chỉ cố gắng săn lệnh bài boss chủ yếu tìm gia truyền kháng cả này nọ thôi nè. Hay là một khối tóc sát thương. Đó, mới gọi là có giá. Mà đồ của đây nó bị min mất cái dòng kháng cả uổng rồi luôn. Ok, có ha. Có gì đây? Shop này. 40 15, áo ngon đấy. Shop luôn. Shop luôn. Shop luôn. Đang thiếu thiếu một tí để nó thiếu nó thiếu một tí. Thiếu thiếu một tí đúng rồi. Cái bóng này. Ok, 3 cái vũ khí đôi giày nữa anh em ơi. Trời ơi, đồ quá trời. Tiếp tục. Rồi, tiếp tục. Đấy, kim xì hỏa đây. Kim. Trời, họ toàn một dòng quá vãi thiệt. Đồ họ toàn một dòng anh em, vũ khí cũng vậy. Vũ dòng không. Đồ hỏa mà nó đã ra được là ra ọt đẹp lắm nha. Ờ mà nó không ra là cứ một dòng không à. Trời ơi, không có gì luôn. Những phát cuối cùng. Được cái áo rồi, cái áo này ai xài không ta? 40, kháng hỏa 15. Tình đường cũng là chỉ ít tí, cái này mà giữa tuyệt vời nhỉ. À. Ui trời ơi. Rồi, có vẻ này là không ổn rồi em ơi. Ba con cuối cùng, hết rồi. Hello mọi anh em ơi, hello người nha. À, những con cuối cùng anh em ơi, anh em đang xem cho Khải một like đi anh em ơi. Video bát 24 xanh này Khải sẽ up lại trên kênh nha anh em. Khải không biết là đúng bát 24 hay 25 đây, là Khải xem lại tính. Khải nghĩ là 24 á, tại vì hôm trước là Khải đánh cho Trí là bát 23 là Khải ngừng rồi. Di Khải xanh lệnh bài bát 23. Xem đúng không? Đúng rồi. 23 24 à 24 xanh rồi 24 xanh rồi 25 à là bắt này bắt 25 bắt này bắt 25 rồi em ơi. Ô 25 xanh luôn rồi bắt này bắt 26 lâu rồi không nhớ lắm nè bắt này bắt 26 rồi ra đảo quá xa rồi hết rồi anh Mặn ơi tiếp tục coi gì đây trời chắc thương 15 rồi nè số. Rồi, cảm giác không có gì luôn em ơi. À, ban lỗ sắp mặt rồi. Lỗ khoảng 1000 mấy vạn em, lỗ còn 2 kim.
Tại vì bỏ hết tiền dạng rồi xanh mà không ra gì luôn. Còn lượng bay boss là của bang anh em. Xanh mà chả có gì luôn. Đợi vứt qua cái mấy cái đồ này vứt qua cho bên cái xe xe ngáo 14 á. Cái gì ai cần đồ nào cứ lấy vứt cho anh em. Chả có đồ gì cả. Đôi giày này cũng được rồi anh em nào xài không? Đó. Không có đồ gì cả. Ok anh out đi hết rồi anh ơi. Ok anh em nha, hết rồi anh em ơi. Một rương đánh được rẹt luôn em, tại vì tầm này lệnh bài boss cũng rẻ nhưng nên là bang mình cứ mua đi rồi xanh cho bang em. Mà nó không ra đâu gì thì chịu thôi em. Xếp này bán 21. Anh em cho anh em xem lại này. À, được đôi giày này chắc vài trăm xu. Đó. 30 chưa phải là tết mới cùng cuối anh siêu phẩm cái nào. Đúng rồi, ông băng ma, ông ba mang định quất được nhưng mà không có kháng tất cả anh em. Không có kháng tất cả đâm ra cho chuyện nó hơi bị tù quá anh em. Đổ ra một kháng tất cả 80 là lẹp anh em, 15 là chắc luôn. Trời ơi, nhìn cho chuyện tiếc quá. Hello Chiến Lê, hello anh em nha. Nhỏ gơ luôn nè. Saber anh em ơi, Saber này. À này, anh em xem này. À. Này được hãy vứt qua bên kia. Rồi. Nói chung là hết một rương lên bài boss, không có gì nè mày. Lỗ 1000 mấy dạng mọi người. Lên bài boss thì của bang thì không có tính rồi, chủ yếu tính lỗ tiền dạng để mở boss thôi. Rồi anh hy hình với đầu có tóc vô lạc em ơi anh ơi. Vô lạc đi anh ơi, không bị hoạt động anh ơi. Khải lóc ạc, Khải vứt qua bệnh này nè mày. Thất bại nè mày. Bắt 26 thất bại, không có gì. Một rương ấy, không biết đâu. Một rương ấy. Sếp này bắn 21 đúng rồi anh em. Trong hình xui à. Đồ nhiều khi không có may mắn vẫn ra đồ xịn anh em. Hello Na Nguyễn nha. Ừ hôm qua Khải về nhà vợ Na Nguyễn rồi. À, anh em xem thì đừng quên ủng hộ cho bát 26 này của Khải một like chia sẻ cho nha anh em. Anh em cứ ủng hộ mạnh đi rồi có gì Khải sẽ tiếp tục cùng với bang bên lần bài boss tiếp cho anh em xem nha. Đừng quên đỡ lại một like một chia sẻ mạnh nha anh em. Ừ bị tống kim.